Xin chào, chào mừng tất cả các bác đã đến với VinhAudio77. Đã lâu lắm rồi bên em không đứng trực tiếp quay phim như này để gặp gỡ tất cả các bác. Ở trên YouTube có bác ở trong Tết bác có nói rằng là lâu lắm không gặp ông Vinh mặc quần áo sơ mi đóng thùng để review các sản phẩm, bởi vì là như các bác cũng đã biết, trong năm vừa qua thì anh em khá là bận. Bản thân em thì cũng nằm ở công trình suốt, rồi là các anh em media trong năm vừa qua thì các bác cũng có thể biết rằng là năm vừa qua là một năm kinh tế khá là kém, nên là các bác có thể cảm nhận được thị trường, và tất cả các anh em làm audio cũng như tất cả các ngành nghề khác thì đều cảm nhận được cái sự kinh tế Việt Nam chúng ta hơi yếu. Không phải là Việt Nam chúng ta mà toàn thế giới chúng ta đang bị ảnh hưởng, nên là trong năm vừa qua đội ngũ anh em VinhAudio77 cũng khá chật vật trong năm 2023 vừa qua. Nhưng mà cũng may mắn rằng là trong năm 2023 vừa qua thì mọi thứ với VinhAudio77 đều rất tuyệt vời, và mọi thứ các thông số, các chỉ số của công ty đều ở mức rất an toàn. Đầu tiên, đầu xuân năm mới thì VinhAudio77 muốn gửi lời chúc sức khỏe đến toàn bộ những bác khách hàng của VinhAudio77, cũng như toàn bộ các anh em bạn bè, đại lý, đối tác, cũng như các anh em ở trong ngành âm thanh. Một năm mới thật nhiều sức khỏe, dồi dào sức khỏe, và một năm mới gặt hái được nhiều thành công trong năm 2024 sắp tới đây. Và đầu xuân năm mới thì bên em cũng lên clip đầu tiên để gặp gỡ, cũng như là gặp gỡ tất cả các bác để chào xuân năm mới. Đáng lẽ clip chúc Tết bên em sẽ phải quay trước Tết, nhưng mà trong năm vừa qua thì các bác có thể xem công trình mà bên em vẫn còn đang dang dở, đến ngày 30 Tết vẫn đang nằm ở công trình, nên là không thể nào kịp về sửa soạn quần áo rồi là lên clip chúc Tết tất cả các bác được. Bây giờ mới có clip lên để chào xuân tất cả các bác. Trong năm vừa qua thì các bác có thể thấy rằng là VinhAudio77 chạy rất nhiều công trình, và có rất nhiều công trình bên em còn không kịp mà sản xuất được clip up lên cho các bác. Anh em chạy rất nhiều nhưng mà không có người làm clip. Bản thân em không thể nào một chân ba đầu sáu tay để up lên tất cả các bác clip các bác cùng xem được. Có rất nhiều các bác sau khi lắp đặt xong thì các bác ngóng chờ clip, bác bảo là ô tại sao clip của anh bao giờ lên. Thực ra là anh em chạy nên là không có thời gian để mà quay lại clip. Nên là trong năm vừa qua có rất nhiều các bác bên em đã đi lắp công trình, và các bác đang háo hức được lên clip. Nhưng mà bản thân bên em thì các bác cũng phải thông cảm là trong năm vừa qua thì VinhAudio77 khá là bừa bộn, nên là không thể lên hết các clip mà trong năm vừa qua bên em lắp đặt được. Chỉ lên một số các bác điển hình mà bên em ở trong công trình đấy có đủ nhân sự thì mới quay được clip. Còn trong năm vừa qua thì cũng không phải quay hết các clip được, nên là các bác cũng rất mong các bác thông cảm mà trong năm vừa qua là không. Ngày xưa thì khi đi lắp công trình gì cũng có clip để quay lên để các bác cùng xem, nhưng mà trong năm vừa qua thì không đủ nhân sự để up các bác cùng xem hết được, nên là rất mong các bác cùng thông cảm. Và đầu xuân năm mới năm 2024 thì em muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các bác khách hàng trong năm 2023 vừa qua đã tin tưởng và sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của VinhAudio77. Bây giờ mới có lời cảm ơn đến tất cả các bác trong năm vừa qua đã tin tưởng VinhAudio77 trong suốt những chặng đường vừa qua. Và đến năm 2024 thì VinhAudio77 đang có rất nhiều các kế hoạch ấp ủ trong năm 2024 này. Như các bác có thể biết là những năm vừa qua thì VinhAudio77 đã có rất nhiều những lời hứa với thị trường, nhưng mà không lên được hết bởi vì không đủ ba đầu sáu tay để làm tất cả việc đó. Nhưng mà trong năm nay thì đội ngũ VinhAudio77 đang có rất nhiều nguồn lực đang về với VinhAudio77, và hứa hẹn rằng trong năm nay chúng ta sẽ có rất nhiều chương trình dành cho thị trường. Đặc biệt là trong những năm vừa qua bên em đã có hứa với tất cả các bác về những chương trình training, về những chương trình open để mời tất cả các bác cùng đến trải nghiệm. Và năm nay chúng ta có đầy đủ nguồn lực để chúng ta triển khai các chương trình series mà cách đây 2-3 năm trước bên em đang làm dang dở với một đối tác, nhưng mà không thể thực hiện được những cái kế hoạch đó. Và trong năm nay chúng ta lần lượt chúng ta bắt đầu mở lại các chương trình như vậy để bên em có thể có cơ hội gặp gỡ trực tiếp tất cả các bác ở trong những cái hội trường, ở trong những cái khán phòng mà chúng ta có thể được giao lưu trực tiếp với nhau, được học hỏi thêm những cái kiến thức về âm thanh. Và trong năm nay thì VinhAudio77 cũng đang liên kết với các hãng để chúng ta ra Tết năm 2024 để chúng ta có những cái chương trình dành cho thị trường, dành cho những bác yêu âm thanh, dành cho những em kỹ thuật đang làm trong ngành âm thanh, để chúng ta có những cái chương trình giao lưu trực tiếp với nhau. Và chắc chắn rằng trong năm nay thì chúng ta có rất nhiều chương trình, và chương trình đó như nào thì dần dần sẽ được hé mở trong các năm tiếp theo của VinhAudio77. Và cái điều đặc biệt trong thời gian vừa qua thì VinhAudio77 đang có một thương hiệu âm thanh vô cùng là đặc biệt, đó chính là thương hiệu Pisa, mà trong thời gian vừa qua, trong giữa những năm vừa qua bên em đang bắt đầu chạy thị trường trước. Đây là một sản phẩm mà VNR7 chưa thực sự đưa về Việt Nam, nhưng mà trước đó đã có rất nhiều các bác khách hàng đã đến trải nghiệm thực tế và đã tin tưởng dòng sản phẩm Pisa này. Và em tin chắc chắn rằng thời gian tới nữa Pisa là một trong những thương hiệu mà sẽ làm một cái gì đó nổi cộm của thị trường, bởi vì nó có rất nhiều điều đặc biệt trong dòng sản phẩm này. Và toàn bộ dòng sản phẩm này hiện tại vẫn đang được giữ bí mật cho đến phút chót, và hy vọng rằng dòng sản phẩm này sẽ được ra mắt thị trường đâu đó khoảng tầm tháng 6 hay tháng 7 năm 2024. Và trong tháng 6 tháng 7 này, hy vọng rằng chúng ta sẽ có một chương trình ra mắt vô cùng đặc biệt, và lúc đó VinhAudio77 có thể là open và lên sóng truyền thông để mời tất cả các bác đến tham dự chương trình này. Và hy vọng rằng đến tháng 6 tháng 7 này chúng ta sẽ có một chương trình vô cùng sôi động để có thể VinhAudio77 có thể mời tất cả các bác đến để chúng ta cùng nhau gặp gỡ nhau, và chúng ta cùng nhau có một chương trình vô cùng sôi động và đặc biệt. Và cái đó sẽ nằm ở tương lai, ở mấy tháng sắp tới. Và đầu xuân năm mới thì bên em cũng muốn lên clip để gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến cho tất cả các bác khách hàng của VinhAudio77, cũng như những bác khách hàng mà đang xem được clip này, lời chúc sức khỏe cũng như một năm mới có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều những kế hoạch và những thành công trong năm 2024. Và hẹn gặp tất cả các bác ở trong các chương trình, ở trong các clip của VinhAudio77 trong thời gian sắp tới. Và hy vọng rằng trong năm tới thì bên em sẽ cố gắng tổ chức những chương trình để chúng ta có thể là gặp mặt trực tiếp nhau ở một sự kiện nào đó. Còn bây giờ thì bên em chuẩn bị sắp xếp mọi thứ để bắt đầu vào công việc trong năm 2024, và hẹn các bác ở một chương trình nào đó chúng ta có thể được gặp mặt trực tiếp nhau. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở các clip tiếp theo và ở trong những chương trình mà bên em tổ chức để có cơ hội gặp gỡ trực tiếp tất cả các bác. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở các clip review tiếp theo, và chúc các bác một năm mới thật nhiều sức khỏe và bình an, thành công trong công việc và lĩnh vực mình lựa chọn.